Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất những vấn đề nóng về xung đột Nga-Ukraine trong suốt 24 giờ qua trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 30 tháng 6, Bộ Nội vụ Iran cho biết nước này sẽ tổ chức vòng bầu cử tổng thống thứ hai sau khi không có ứng cử viên nào đạt đủ số phiếu cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tổ chức hôm 28 tháng 6, theo đài RT. Cụ thể, kết quả kiểm phiếu cho thấy cựu Bộ trưởng Y tế Iran, ông Masoud Pezeskia dẫn đầu với 42,5% số phiếu bầu. Cựu sĩ quan lực lượng vệ binh cách mạng Iran, ông Saed Jalili đứng thứ hai với 38,6%. Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Baki Qalibaf với 13,78% phiếu bầu. Trong khi cựu Bộ trưởng Tư pháp, đồng thời là cựu Bộ trưởng Nội vụ Iran, ông Mostafa Pouamohamadi đứng thứ tư với 0,84% phiếu bầu. Ông Moshen Eslami, người phát ngôn của Ủy ban bầu cử cho biết, với việc không ứng viên nào đạt 50% phiếu bầu, cuộc bầu cử sẽ bước vào vòng 2, tổ chức một tuần sau đó. Vòng bầu cử thứ hai là cuộc đua giữa hai ứng viên giành được số phiếu nhiều nhất tại vòng 1. Ông Eslami cho biết, trong số 60 triệu cử tri đủ điều kiện, có 24 triệu người đi bỏ phiếu hôm 28 tháng 6, đạt tỷ lệ cử tri đi bầu là 40%. Cựu nhà ngoại giao Iran, Feridoun Maslisi coi tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp là một tổn thất đối với chính quyền, chứng tỏ nhiều người không còn tin vào cam kết của các ứng cử viên đưa ra trong một số cuộc bầu cử trước đây. Trong khi đó, số phiếu bầu cho ông Pezeskian theo chủ nghĩa cải cách lại tăng mạnh, bất chấp phe cải cách gặp nhiều khó khăn trong những năm qua. Ngược lại, ông Ahmed Dasmalian, cựu đại sứ Iran tại Jordani và Liban, không đồng ý với quan điểm của ông Malisi rằng kết quả bầu cử chứng tỏ thất bại của phe bảo thủ. Theo ông, tổng số phiếu bầu của hai ứng cử viên bảo thủ Zalili và Qualibaf đã vượt qua số phiếu của ứng cử viên theo chủ nghĩa cải cách. Và việc phải tổ chức bầu cử vòng 2 là do thiếu liên minh giữa các ứng cử viên của mặt trận cách mạng. Theo ông Dasmalian, vòng bầu cử vừa qua cho thấy khả năng Iran vượt qua được thách thức khi đã ngăn chặn được hậu quả của tình trạng không có tổng thống và tổ chức bầu cử thành công chỉ trong vòng 40 ngày. Ông cho rằng nguyên nhân tỷ lệ tham gia bỏ phiếu giảm là do tổ chức vội vàng và rút ngắn thời gian của các chiến dịch truyền thông xuống chỉ còn 2 tuần. Chưa kể các cuộc bầu cử tổng thống trước đó được tổ chức đồng thời với các cuộc bầu cử hội đồng thành phố, nơi chúng nhận được sự quan tâm lớn ở các thành phố và nông thôn. Hai ứng cử viên tổng thống Iran, Saeed Jalili và Masoud Pezeshkian sẽ tham gia vòng 2, sau khi cả hai đều không thể giành được hơn 50% số phiếu. Đây sẽ là cuộc đọ sức thu hút sự quan tâm của cử tri và số người tham gia bỏ phiếu dự kiến sẽ tăng nhiều so với vòng 1. Quan điểm của ứng cử viên Pezeshkian là ủng hộ việc giảm bớt căng thẳng với phương Tây cải cách kinh tế, tự do hóa xã hội và đa nguyên chính trị trái ngược với quan điểm của ông Jalili. Các nhà phân tích cho biết, là một người kiên quyết chống phương Tây, chiến thắng của ứng cử viên Jalili sẽ báo hiệu khả năng xảy ra một bước ngoặt, thậm chí còn mang tính đối kháng hơn trong chính sách đối nội và đối ngoại của quốc gia hồi giáo này. Tất cả các ứng cử viên đều cam kết sẽ phục hồi nền kinh tế đang bị trì trệ, bị bao vây bởi tình trạng quản lý yếu kém, tham nhũng và các lệnh trừng phạt được áp đặt trở lại kể từ năm 2018. Sau khi Mỹ hủy bỏ hiệp ước hạt nhân của Tehran, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, Iran ngày càng bị lôi cuốn vào cuộc xung đột và khả năng ông Donald Trump, người có lập trường chống Iran mạnh quay trở lại Nhà Trắng trong cuộc bầu cử tháng 11 tới, cũng như khả năng ra đi của lãnh đạo tối cao, Giáo chủ Ali Khamenei đã 85 tuổi, lại đang bị bệnh hiểm nghèo. Đó là chưa kể đến những khó khăn kinh tế hết sức trầm trọng. Do vậy, nhân vật nào chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống Iran cũng sẽ phải đối mặt với những khó khăn và thách thức vô cùng to lớn không thể dự đoán chính xác người đắc cử là ai, bất cứ ai lên làm tổng thống cũng sẽ không có thay đổi đáng kể nào trong chính sách của Tehran. Quyền lực thực sự vẫn nằm trong tay nhà lãnh đạo tối cao, giáo chủ Ali Khamenei, người có tiếng nói cuối cùng với các vấn đề quan trọng trong chính sách đối ngoại và chính sách hạt nhân. Mặc dù Ukraine đang cố gắng tấn công lực lượng Nga tại các vùng xung đột, nỗ lực của họ vẫn bị phía Nga ngăn cản bằng nhiều phương thức khác nhau, trong đó có việc sử dụng máy bay không người lái. Mới đây, một trung tâm điều khiển UAV của Ukraine ở Kherson đã bị vô hiệu hóa sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga. Nga đã điều máy bay không người lái cảm tử vượt qua hệ thống phòng thủ của Ukraine và tung đòn chính xác để cản trở hoạt động của máy bay không người lái của đối phương trong khu vực. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay không người lái của nhóm chiến đấu Donetsk đã đột nhập vào cứ điểm của đối phương ở hữu ngạn một con sông tại khu vực Kherson và phá hủy trung tâm điều khiển UAV của Ukraine làm tê liệt hoạt động của đối phương. Sputnik đã đăng tải video ghi lại toàn cảnh cuộc tấn công này. Cuộc tấn công của Nga diễn ra trong bối cảnh trước loạt thất bại trên chiến trường, Ukraine chuyển sang chiến thuật dùng UAV tầm xa tấn công nhà máy lọc dầu, sân bay và cơ sở hậu cần Nga nằm xa tiền tuyến. Các đợt tập kích này nhằm siết nguồn cung nhiên liệu cho quân đội Nga, cũng như làm mất nguồn thu mà nước này có thể dùng cho chiến dịch. Ngoài ra, những đợt tập kích của Ukraine nhằm vào hậu phương Nga có thể buộc lực lượng nước này phải chuyển các tổ hợp phòng không tới đây để bảo vệ, thay vì bố trí chúng tại tiền tuyến. UAV nội địa có giá rẻ và sẵn có hơn tên lửa hành trình. Nhiều nước phương Tây muốn kiềm chế Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do họ viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga, do lo ngại leo thang xung đột. Việc Ukraine tự sản xuất UAV là nỗ lực để họ tránh những hạn chế này. Các doanh nghiệp UAV khởi nghiệp của Ukraine đang tăng năng suất chế tạo để đáp ứng nhu cầu từ những mẫu có kiểu dáng đẹp như UG25 Skyline cho tới những loại phương tiện bay không tên với thân làm từ một ống nước dài. Ngành chế tạo UAV của Ukraine phát triển nhanh chóng trong lúc nước này đang phải đối mặt với Nga. Quốc gia có tiềm lực quân sự và công nghiệp quốc phòng lớn hơn nhiều. Nga đã đưa nền kinh tế vào chế độ thời chiến, triển khai hàng trăm UAV tầm xa Gheran cùng tên lửa để bảo mòn phòng không đối phương. The Stars and Stripes dẫn lời phát ngôn viên lục quân Mỹ Terry Welch cho biết Mỹ chuyển 14 xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams và một xe cứu thương bọc thép M88 đến kho lưu trữ APS-2 ở làng Povis của Ba Lan. Kho APS-2 nằm cách biên giới Ukraine hơn 400 km, dự kiến sẽ đi vào hoạt động đầy đủ vào năm 2025 và sẽ chứa 85 xe tăng, 190 xe chiến đấu bọc thép cùng 35 khẩu pháo. Sau nhiều thập kỷ, M1 có các bản nâng cấp khác nhau và được biên chế cho lục quân và thủy quân lục chiến Mỹ. Nó hiện đứng đầu danh sách những xe tăng tốt nhất thế giới. Đại tá Ernest Lane hay chỉ huy lữ đoàn hỗ trợ giã chiến số 405 quản lý kho dự trữ cho biết APS-2 có tác động rất lớn đến NATO. Ông Lên nói, vị trí chiến lược này cho phép chúng tôi có nhiều con đường tiếp cận cũng như lộ trình khởi hành và lên đường. Trên thực tế, APS-2 là một trong số nhiều kho chứa quân sự được Mỹ duy trì ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Về cơ bản, những cơ sở như thế này cho phép các chỉ huy Mỹ trong khu vực nhanh chóng huy động thiết bị quân sự mà không cần phải chờ hàng được vận chuyển từ Mỹ. Trong đó, APS-2 tại Povis bao gồm không gian nhà kho được kiểm soát độ ẩm, cơ sở bảo trì phương tiện và nhiều công trình hỗ trợ khác nhau rộng 60.000m2 cùng với hơn 5.000m2 kho đạn dược. Hồi đầu tháng 6, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cảnh báo NATO muốn thành lập 3 căn cứ quân sự lớn ở Ba Lan, Slovakia và Romania để chuyển vũ khí cho Ukraine. Cảnh báo của ông Orbán được đưa ra trong bối cảnh NATO đang tiến hành quân sự hóa ở châu Âu với lý do chuẩn bị cho kịch bản đối phó với mối đe dọa từ Nga. Trái lại, trong gần 2 thập kỷ, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo các chính sách của NATO là nhằm làm suy yếu an ninh quốc gia Nga kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, NATO đã hỗ trợ đắc lực cho Kiev như cung cấp các loại vũ khí tiên tiến, đào tạo binh sĩ và chia sẻ thông tin tình báo. Nga cho rằng trên thực tế, NATO đã trở thành một bên trong xung đột ở Ukraine. Ông Putin cũng từng khẳng định lý do Moscow thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine một phần là nhằm ngăn chặn NATO mở rộng hoạt động quân sự gần Nga. Kể từ tháng 12 năm 2009, NATO triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ tới Bỉ, Đức, Italia, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Washington có toàn quyền kiểm soát vận hành các khí tài hạt nhân mà quốc gia này triển khai ở nước ngoài. Một báo cáo được Ủy ban An ninh và Quốc phòng thuộc Hội đồng Nghị viện NATO công bố năm 2019 cho thấy Mỹ đang lưu trữ hơn 150 vũ khí hạt nhân tại căn cứ Klenbrogen ở Bỉ, Buchen ở Đức, Aviano và Geditore ở Italia, Volken ở Hà Lan và Insilic ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thiếu tướng Pavel Muraveko, người đang giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng thứ nhất của Belarus, phát biểu trên đài truyền hình quốc gia ONT rằng hiện nay chúng ta đang chứng kiến 10 nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn của NATO với tổng số hơn 20.000 lính đang cắm chốt gần biên giới của mình. 6 nhóm trong số này là của Mỹ, ông muraveko cáo buộc động thái trên của nato là phức tạp và gây căng thẳng tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang belarus nói thêm tình hình này buộc minsk phải đánh giá cẩn thận mọi hành động của liên minh quân sự do mỹ đứng đầu ông muraveko tiết lộ belarus đang nghiên cứu các kỹ thuật và phương pháp phía nato đang sử dụng và đã vạch ra các phương án để đáp trả tất cả những hành động thách thức có thể xảy ra ông muraveko lưu ý theo thông lệ các nhà ngoại giao phải nói chuyện trước khi súng ống lên tiếng bất chấp những tuyên bố về việc hạn chế hợp tác và liên lạc, quân đội của chúng ta vẫn tìm cách đối thoại và ngăn chặn chiến tranh. Tuy nhiên, Kyiv khẳng định việc triển khai lực lượng đến biên giới không gây ra mối đe dọa nào cho Belarus. Người phát ngôn cơ quan biên phòng Ukraine Andriy Demchenko cho biết, ngược lại chúng tôi buộc phải tự vệ kể cả ở mặt trận Belarus vì nước này tiếp tục hỗ trợ và đã mở cửa biên giới cho lực lượng Nga. Hồi tháng 2, thông tin được Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko công bố khoảng 32.000 binh sĩ NATO cùng hơn 1.000 xe bọc thép, 235 máy bay và trực thăng cũng đã được triển khai gần biên giới Nga-Belarus. Ông Lukashenko nói, tình hình không hề yên bình hơn trên lục địa châu Âu, kể cả ở gần biên giới Belarus, ở khu vực lân cận Belarus và Nga. Cũng theo ông Lukashenko, hai sư đoàn phòng không S-400 mới được đưa vào biên chế trong quân đội Belarus. S-400 của Nga là hệ thống tên lửa đất đối không di động được ví tương đương với hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Ngoài ra, Belarus còn sở hữu hai sư đoàn khác trang bị hệ thống tên lửa Iskander-M. Xung đột ở biên giới Ukraine, Belarus căng thẳng khi Hội đồng Liên minh châu Âu-EU gia hạn lệnh trừng phạt đối với Belarus. EU cáo buộc nước này có liên quan đến cuộc xung đột của Nga tại Ukraine. Hội đồng EU cho biết các biện pháp trừng phạt Belarus tương tự các biện pháp mà EU đã áp đặt lên Nga chủ yếu nhằm vào kinh tế. Trong khi đó, Ba Lan, Litva, Latvia và Estonia đang kiến nghị hội đồng EU xây dựng tuyến phòng thủ dọc biên giới của khối với Nga và Belarus.